không ai có cái kỳ vọng rằng một cái trẻ mồ côi sẽ đậu đại học. Đó chính là cái hành trình của sự nỗ lực và không bỏ cuộc. Mẹ là cái nguồn hỗ trợ về mặt tinh thần duy nhất hay không? Ngày mà Phong đang công tác ở bên nước ngoài thì cũng là cái hung tin mình nhận được đó chính là mẹ hạnh qua đời. Phong nghĩ như thế nào về vai trò của giáo dục đối với những người nghèo và khó? Giáo dục là vũ khí thay đổi một tương lai. Ai cũng có ước mơ. Và cái cấp chúng ta bảo vệ nó nó cũng quan trọng không kém bằng cái cách mà chúng ta mong muốn đạt được nó Thought Show mùa 2 tập trung khai thác các khía cạnh khác nhau về giáo dục, từ những tư duy mới, xu hướng mới và những đổi mới sáng tạo trong giáo dục, được chia sẻ bởi các chuyên gia, nhà hoạt động giáo dục và những nhân vật có thành tích nổi bật độc đáo trong lĩnh vực giáo dục nhằm đem lại những cái nhìn mới để bạn bắt đầu hành trình học tập suốt đời. Mình là Hải Trường, host của chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Thought Show trên kênh Việt Success. Mình là Hải Trường, host của chương trình và trong podcast talk show mùa mới này thì chúng tôi sẽ tập trung khai thác rất nhiều những khía cạnh khác nhau trong giáo dục từ những tư duy mới, kiến thức mới, những xu hướng mới và những thay đổi cũng như là những đổi mới sáng tạo ở trong giáo dục đến từ sự chia sẻ của những chuyên gia và những nhà hoạt động giáo dục ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới nhằm đem lại những cái nhìn hoàn toàn mới cho các quý vị khán giả để mà thích nghi và làm mới bản thân mình trong một thế giới biến động không ngừng. Và trong tập podcast Talk Show lần này thì Trường rất là vui khi mà được chia sẻ với mọi người một nhân vật rất đặc biệt đó là một bạn trẻ mồ côi và đồng thời hiện tại thì cũng là nhà sáng lập của tổ chức giáo dục và đào tạo URE và cũng là một chuyên gia vận động chính sách cho nhóm trẻ mồ côi trên 18 tuổi. Bạn ấy cũng là một thầy giáo của rất nhiều nhóm học sinh sinh viên mà ở trong các cái nhóm yếu thế của xã hội Việt Nam. Chào mừng Lê Hằng Phong đến với podcast Talk Show. Xin chào trường và xin chào tất cả khán thính giả đang xem chương trình Talk Show và xin giới thiệu thêm với lại khán thính giả đó chính là bên cạnh ngoài những cái uh, công việc mà phong đang làm thì phong rất là tự hào khi chia sẻ với quý khán giả đó chính là phong còn là con trai của mẹ hạnh là một cái người mẹ đã hy sinh cả đời để nuôi tất cả những trẻ mồ côi và rất là vui khi được đồng hành cùng trường và quý vị khán giả trong talk show ngày hôm nay cảm ơn phong một cái sự giới thiệu hết sức là thú vị bởi vì là chừng biết rằng là trước trước giờ khi mà mình phỏng vấn tất cả những cái khách mời khác ấy, thì chưa có một ai giới thiệu một cái title hoàn toàn khác với bản thân mình đó là là con trai của một người mẹ thì um, rất là nhiều người uh, cũng biết là phong là một bạn trẻ mồ côi thế thì hành trình của phong đến với làng trẻ em sos thì như thế nào thực sự uh, phong nghĩ cái cuộc đời của mình như là một cái sự sắp đặt của số phận Tự vì sau 24 ngày khi mà sinh ra Phong thì ba mẹ của Phong, ba mẹ ruột của Phong đều qua đời Thì theo như nhiều nguồn tin chia sẻ đó chính là ba mẹ Phong là dân di cư từ ngoài Bắc vào Nam sau uh, chiến tranh thì sau đó thì họ sinh ra Phong ở ngay một cái tỉnh biên giới là ở Tây Ninh và Campuchia thì Phong sinh ngày là 9 tháng 9 thì ngày 2 tháng 10 thì ba mẹ Phong qua đời và ngay tại thời điểm đó thì tất cả những cái thông tin đều bị thất lạc và trong cái sự nuôi dưỡng của các công an xã cũng như là những cái người dân tại ấp 4 xã suối ngô huyện tân châu tây ninh thì họ cũng khá là khó khăn cho nên vì thế là hội liên hiệp phụ nữ đã báo cáo cái trường hợp của phong lên với chính quyền và liên hệ với lại cái tổ chức làng dream sos và vì thế mà phong mới giới thiệu đó chính là mình là con trai của mẹ hạnh thì mẹ hạnh chính là người đã dành cả cái tuổi đời của bà trong cái hành trình để nuôi dạy trẻ mồ côi Và không chỉ Phong Mà mẹ cũng đã nuôi được hơn 40 người con khác nhau Và trong năm vừa rồi Thì mẹ cũng vừa qua đời Cho nên là Phong rất là tự hào Khi mà chia sẻ cái vai trò của mình Là một người con Để tri ân tới những cái sự đóng góp Và sự nuôi dưỡng mà mẹ đã dành cho Phong ừ. à, Rất là cảm ơn Phong đã chia sẻ Một cách cá nhân về những cái trải nghiệm à, Trong quá khứ của mình như thế Phong có biết rằng là mình còn ở đâu đó anh chị em nào mà có cùng cha mẹ hay không hay là phong là người con duy nhất vào cái ngày mà phong 18 tuổi thì theo đúng chính sách là mình sẽ phải ra ngoài xã hội sống tự lập như một cái công dân bình thường và cũng ngay cái thời điểm đó thì phong biết rằng là mình có một người anh trai nhưng mà người anh trai của Phong là bị mù và ngay cái thời điểm mà nhận nuôi Phong thì tổ chức không có đủ cái nguồn lực để nuôi trẻ khuyết tật vì thế là tất cả những gì mà Phong biết về anh trai ruột của mình thì cũng chỉ là một mẫu chuyện còn về hình ảnh của anh trai thì Phong không có bất kỳ thông tin nào chỉ là có cái biết tên của họ trên cái tờ giấy khai sinh của mình. Wow, khi mà mình nghe cái câu chuyện của Phong thì thực sự là mình bị uh, overwhelmed tức là Uh, có quá nhiều cái dòng suy nghĩ nó chảy qua đầu mình thì uh, chắc hẳn là uh, anh chị em thực sự ở ngoài đời của phong chính là các anh chị em ở trong làng trẻ em mồ côi chính xác đó chính là những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cái hành trình trưởng thành của phong khi mà được yêu thương bởi mẹ hạnh và được chia sẻ nhiều cái kỷ niệm với là những anh chị em cùng hoàn cảnh của mình trong một cái mái nhà ở ngôi làng trẻ em SOS mối quan hệ của phong với lại các anh chị em trong nhà khá là tích cực bởi vì ở làng trẻ em SOS và nói riêng và cái hệ thống tổ chức làng trẻ em SOS nói chung trên toàn thế giới thì họ nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo mô hình đó chính là à, mô hình chăm sóc thay thế đó chính là một ngôi nhà có một bà mẹ và các anh chị em và bên cạnh đó thì có một người mẹ như vậy mà không có một vai trò của một người ba cho nên là các mẹ thường sẽ phân công là các anh chị lớn sẽ chăm sóc các bé nhỏ và ngay cái thời điểm mà phong lớn lên thì phong là úp ở trong nhà cho nên là có những chị chăm sóc phong và các chị đó thật sự là yêu thương phong như là anh em ruột mặc dù là phong không biết cái cảm giác anh em ruột sẽ như thế nào nhưng những cái món quà sinh nhật những cái dịp lễ tết cũng như là những cái sự kiện mà mình đạt được điểm cao trong cái kỳ thi thì các chị cũng rất là vui vẻ và chúc mừng mình và cũng có những cái lúc mà mình à, cũng phải chân giành đồ chơi với lại những cái người anh của mình thì phong nghĩ đó là một cái môi trường khá là tích cực và gần với lại cái môi trường hạt nhân gia đình ở bên ngoài nhất có thể ừ. khi mà trường biết là phong đến từ làng trẻ em SOS thì bên trong mình có một cái sự rung động đấy bởi vì trước đây thì trường dạy tiếng Việt cho các bạn à, sinh viên mỹ và trong các cái giáo trình dạy tiếng Việt á, thì có rất nhiều thứ liên quan tới Việt Nam Có cái nổi nước à, sông hơi của người Việt này Rồi có cả làng trẻ em SOS Thì à, lúc đó dạy cho các bạn về làng trẻ em SOS Và bây giờ lại gặp được một cái nhân vật mà ở ngoài đời à, như thế này Cũng đến từ làng trẻ em SOS à, Rất là à, một phần ở bên trong mình cũng rất là rung động à, Bây giờ mình nói tới cái câu chuyện trước năm 18 tuổi của Phong trước đi Cái giáo dục mà Phong được tiếp cận à, nó như thế nào? Phong may mắn là mình là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng bởi hệ thống làng trẻ em Bởi vì để trả lời cho câu hỏi của trường thì Phong cũng xin phép được chia sẻ đó chính là những cái sự khó khăn của những cái bạn trẻ mồ côi ở những cái máy ấm nhà mở khác bởi vì với cái nguồn lực được hỗ trợ cũng như là cái sự chỉnh chu trong cái việc gọi là tập trung đầu tư và cung cấp các cơ hội tiếp cận giáo dục cho các dạng trẻ mồ côi trong cái hệ thống làng James SOS thì Phong cũng đã được đi học trong cái hệ thống trường tên gọi là Headman Manor thì Headman Manor là cái tên của người sáng lập ra cái tổ chức SOS ông này là một cái nhà thiện nguyện tại Áo và Phong học tại cái ngôi trường đó là từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Và xuyên suốt cái hành trình học của Phong thì Phong cũng được học những cái chương trình chính khóa và bên cạnh đó là ở những cái mùa hè thì cũng có rất là nhiều cái chương trình tình nguyện viên các anh chị không những là ở cái trường đại học ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả là sinh viên ở những cái tổ chức nước ngoài tới để dạy tiếng Anh cho Phong để dạy tiếng à, những cái môn vẽ hoặc là những cái môn nghệ thuật khác và từ đó khiến cho Phong và những cái bạn trẻ mồ côi khác có một cái cơ hội để tiếp cận được một cái nền giáo dục chất lượng và đó chính là cái nền tảng để có thể giúp Phong có được như ngày hôm nay. Cái việc mà Phong gặp các anh chị đến từ những cái nước khác đến để làm tình nguyện đến để dạy tiếng Anh có phải những cái điều đấy đã nuôi nấng cho Phong cái um, cái niềm đam mê yêu thích với việc uh, học tiếng Anh hay không? Chính xác. Đó chính là cái khoảnh khắc khi mà Phong còn nhớ rõ là một cái đoàn sinh viên đến từ cái trường Liberchun là một cái trường ở Hàn Quốc thì đó cũng là cái lần đầu tiên mà Phong cảm nhận được rằng là à có một cái thế giới khác ngoài hai cái từ mồ côi khi mà mình biết được rằng là các anh chị đã bay từ nước ngoài vào và ngay thời điểm năm 90 mấy thì cái cái máy bay là một cái cái gì đó nó rất là xa hoa, một cái giấc mơ. Tại vì làng James S.S. thì nó cũng gần cái sân bay. Cho nên điều đó đã cho Phong rất là nhiều cái động lực và cái niềm tin. Và Phong còn nhớ mãi là cái món quà đầu tiên mà các anh chị đã tặng nó là những cái kẹo xin gum Và lúc đó mình ăn rất là nhiều và rất là thích. Vậy ừ. vậy nên là bây giờ mới làm thầy giáo tiếng Anh đúng không? Chính xác. À, cái tổ chức của Phong là URE thì À, mình đoán là cái chữ y ở trong đó là education đúng không? Chính xác. Đúng không? Ngoài ra thì nó có mang ý nghĩa nào khác không? Có phải là um, education chính là cái món quà phong nhận được từ uh, những cái nguồn lực xung quanh và bây giờ phong muốn đem đến cho những uh, bạn khác yếu thế hơn hay như thế nào? Thực sự là phong may mắn nhận được rất là nhiều món quà từ cộng đồng và một trong những cái món quà quan trọng nhất đó chính là education và cái tổ chức giáo dục và đào tạo yuri nó còn viết tắt của từ là your empowerment là trao quyền dành cho bạn và your employment là nghề nghiệp dành cho bạn. Bởi vì phong tiếp cận giáo dục nó ở cái khía cạnh đó chính là làm sao để giúp cho những cái bạn trẻ yếu thế, những cái bạn có cái hoàn cảnh giống mình hoặc là khó khăn hơn mình có những cái cơ hội học tập về cái một môn tiếng Anh và lồng ghép vào đó là những cái à, tinh thần lãnh đạo để trao quyền cho các bạn tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào giấc mơ của mình và tìm kiếm cái cơ hội để cho các bạn có thể khẳng định được bản thân thông qua những cái công việc bạn yêu thích các bạn thì muốn trở thành bác sĩ cũng các bạn chỉ đơn giản là muốn trở thành những nhân viên văn phòng, phòng hoặc là những cái người làm cái công tác sửa xe và ở bất kỳ cái ngành nghề nào thì phong cũng muốn được các bạn muốn các bạn đó chính là tìm thấy được vẻ đẹp của cái công việc cũng như là cái ý nghĩa đằng sau đó và quan trọng nhất đó chính là có thể nuôi sống bản thân và những người xung quanh và đó chính là lý do lớn nhất mà Phong cùng với các thầy cô giáo khác lập nên cái tổ chức giáo dục và đào tạo giáo y ừ, Cảm ơn Phong đã có cái phần chia sẻ Nó không cha, không mẹ thì làm sao nó có thể xin việc được với cái ngành quốc tế học Nó không bao giờ thành công đâu Cái kết quả là 40 quốc gia năm châu lục Nó được phản ánh ra bởi một cái hành trình như thế nào. Đó chính là cái hành trình của sự nỗ lực và không bỏ cuộc. Bây giờ mình nói qua cái câu chuyện sau 18 tuổi, sau 18 tuổi thì Phong không nhận được những cái sự hỗ trợ từ làng trẻ em SOS nữa bởi vì về vấn đề nguồn lực đúng không? Vậy thì uh, cái giai đoạn trước 18, Phong đã phải chuẩn bị điều gì cho cái việc là sau sau 18 tuổi mình phải ra đường? và mình phải tự lập làm tất cả mọi thứ để mình có miếng ăn để mình sống để mình tiếp tục đi học. Cảm ơn câu hỏi của trường thì phong sinh gọi là chia sẻ thêm là đối với tổ chức làng trẻ SOS thì họ cũng có một cái chính sách đó chính là chính sách bán tự lập thì sau cái năm 18 tuổi thì Phong cũng được khuyến khích đó chính là tham gia vào các kỳ thi đại học tuyển sinh và nếu như trong trường hợp mà Phong đậu vào một cái trường học thì tổ chức cũng sẽ hỗ trợ chi phí tài chính để cho phong ăn học trong suốt 4 năm đó thì đó chính là cái sự hỗ trợ uh, mà tổ chức đã dành cho phong và mặc dù là với cái nguồn lực rất hạn chế phong nhớ là cái năm đó thì một tháng thì phong sẽ được 967 ngàn bao gồm là tiền ăn tiền nhà trọ tiền xe cộ và mỗi lần mà mình đi uh, xe buýt thì mình sẽ phải giữ lại những cái tờ vé đó để cuối tháng là mình có thể thanh toán và đó chính là cái sự hỗ trợ còn để có thể chuẩn bị cho cái hành trình gọi là chuyển dịch từ cái tuổi 18 cho tới cái độ tuổi cho tới khi mà mình phải sống ra à, tự lập thì thật sự đó là một khoảng thời gian khó khăn tuy nhiên với sự động viên của mẹ cũng như là cái chia sẻ kinh nghiệm đi của những cái người anh chị đi trước thì mình cũng đã hình dung được rằng đó chính là cái công cái công cụ mình cần phải làm đầu tiên đó chính là tìm kiếm một cái phòng trọ và để tìm kiếm được cái phòng trọ đó mặc dù là chỉ có 800 ngàn thì mình cũng sẽ phải ở với lại hai cho đến ba người mà mình cảm giác phù hợp về cái phong cách sống, về cái cách mà họ muốn khẳng định bản thân để vượt qua khó khăn. Thì mọi thứ nó rất là khó khăn khi mà nhìn lại. Nhưng mà với cái sự hỗ trợ từ mẹ thì Phong nghĩ rằng là Phong đã đi qua được cái giai đoạn đó một cách gọi là bình yên nhất có thể có phải mẹ là cái nguồn hỗ trợ về mặt tinh thần duy nhất hay không bởi vì à, rất nhiều bạn ừ. trẻ vẫn hoàn toàn có thể bỏ cuộc không đi học đại học nữa, sau cấp 3 thì làm một cái nghề nào đó. Thế thì cái động lực nào đã giúp cho Phong tiếp tục đi học? À, có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà Phong đã muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền, bởi vì mình cũng là một cái người tháo vát. Tuy nhiên mỗi lần quay về lại cái ngôi làng mà nơi đã nuôi dưỡng mình, thấy được cái bàn tay của mẹ, cái đôi mắt của mẹ càng ngày càng già đi, mà mẹ là một cái người không chồng không con mà đã hy sinh hết tất cả cái tuổi xuân của bà. Và mẹ là một cái người chỉ cười khi mà thấy được những cái sự tiến bộ của từng cái đứa con và trong đó có Phong. Cho nên Phong rất là trân quý những cái khoảnh khắc khi thấy mẹ cười những cái nụ cười hiền hậu đấy và mình tự nhắc nhở là mình phải làm sao để thấy được cái nụ cười đó của mẹ nhiều hơn và đó chính là cái nguồn gọi là động lực tinh thần ngay tại thời điểm đó duy nhất mà phong có bởi vì trưởng thành trong một cái bối cảnh nó khá là khó khăn về nhiều mặt cho nên phong ngay thời điểm đó cũng khá là một cái người là hướng nội cũng không có tự tin chia sẻ về những cái quan điểm về những cái giá trị về những cái giấc mơ của mình bởi vì cái người mà tin tưởng mình trong cái giai đoạn là có thể gọi là đen tối nhất đó nó rất là hiếm và mình không có nguồn lực để có thể quản giao và kết bạn với nhiều người cho nên mẹ chính là cái tấm gương cũng như chính là cái nguồn động lực để tự mình nhắc nhở bản thân mình là cố gắng thêm một chút nữa phong làm trường nhớ tới cả phụ huynh của mình bởi vì là cũng có một cái giai đoạn khi mà trường cũng chẳng muốn học nhiều cho lắm tức là trong bàn nhậu À, ba của mình mới nói với các chú một cách tình cờ mình đi ngang qua thôi đó là ở nhà ba trồng hai cây măng cụt à, từ khi mình bắt đầu vào lớp 1 và hy vọng rằng là mười mấy năm sau khi mà trường đi học đại học thì hai cây măng cụt ấy sẽ nuôi trường thì tự nhiên mình đi tháng qua vậy thì mình cũng rơm đơm nước mắt và mình nghĩ rằng là à, ngay trong những cái hành động nhỏ đấy á, nó đã có một cái một cái tác ý À, cực kỳ nhiều yêu thương nên là mình đã nỗ lực rất là nhiều đấy là cái cú hích của trường thế còn phong thì sao phong có cái cú hích nào ở trong trong cuộc sống không? ờ, nói về cái cú hích thì thật sự là có rất là nhiều có rất là nhiều có những cái cú hích nó không thoải mái khi mà mình nghĩ về nhưng cũng có những cái cú hích nó khiến cho mình có thêm nhiều động lực và để chia sẻ thì Phong nghĩ rằng đó chính là cái cú hít năm đầu tiên mà Phong thi rất đại học. Ngay cái thời điểm mà mình thi rất đại học thì mọi người cũng rất là bình thường, bởi vì không ai có cái kỳ vọng rằng một cái trẻ mồ côi sẽ đậu đại học và cái việc một cái trẻ mồ côi theo đúng cái mà đánh giá đó chính là trẻ mồ côi hoàn toàn, không cha không mẹ, không dòng họ thì cái việc mà Phong phải đi làm những cái công việc tay chân là cái điều rất là bình thường. Tuy nhiên, mẹ Hạnh luôn tin tưởng rằng là Phong có thể đậu được đại học. Và thế là mẹ đã hỗ trợ cho Phong về cái nguồn lực để giúp Phong tham gia được những cái lớp bổ túc ôn thi và kết quả là năm sau thì Phong đậu đại học. Và trước khi mà Phong đậu đại học thì là cái quá trình mà mình đăng ký hồ sơ. Và Phong nhớ mãi là Phong lúc đó là rất là thích làm giáo viên tiếng Anh. Bởi vì mình là mình suy nghĩ rằng là nếu như mà mình có thể nói tiếng Anh giỏi thì mình có thể đi dạy nè, mình có thể đi phiên dịch và nếu như mà mình đã đi phiên dịch mà mình đã có dựa trên năng lực của mình thì mình không cần phải nhờ cái mối quan hệ quen biết để xin việc cho mình và thế là phòng đăng ký trường học sư phạm và mình cũng biết rằng là mình ngay tại thời điểm đó thường là khối d nó đã, nó lấy điểm rất là cao cho nên là Phong mới chọn cái ngành là quốc tế học là vừa học về ngoại giao lịch sử văn hóa kinh tế chính trị và đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành thì trước cái ngày mà Phong đăng ký, Phong, trước cái ba cái ngày mà Phong đi thi đại học thì Phong đã là hoàn thành xong bộ hồ sơ. Thì có một cái cô nhân viên giáo dục cổ mới xuống và thấy là cổ la Phong và cổ la, cổ la cả mẹ Phong là tại sao lại cho Phong nó đăng ký cái ngành này? Nó không cha không mẹ thì làm sao nó có thể xin việc được với cái ngành quốc tế học? Nó không bao giờ thành công đâu. Thì mẹ Phong ngay tại thời điểm đó cũng không có biết nhiều tại vì bà cũng chỉ mới học xong lớp 7 tại vì thời trước thì bà cũng là một cái uh, một cái chiến sĩ trong cái uh, để bảo vệ cho cái hòa bình của Việt Nam thì bà rất là lo và phong thì ngay cái thời điểm đó khi mà thấy cái sự lo lắng của mẹ thì mình cũng cố gắng là làm tốt hết mức có thể tại vì đây là lần thi thứ hai của mình và cuối cùng thì kết quả vừa đủ điểm để đậu vào trường đại học sư phạm thì đó là cái cú hích mà phong nhớ mãi đó chính là chính cái sự à, không muốn nhìn thấy cái khoảnh khắc lo lắng của mẹ một lần nào nữa mà phong đã cố gắng hết mình uhm, một cái sự chia sẻ hết sức hết sức là cảm động à, khi mà bây giờ khi mà nhìn lại thì nói chung là bây giờ phong đã là à, chủ một doanh nghiệp này rồi là một thầy giáo à, có nhiều ảnh hưởng với các bạn học trò à, đến từ những cái background những cái xuất thân nghèo khó thì Phong nghĩ như thế nào về vai trò của giáo dục đối với những người nghèo và khó? Phong nghĩ rằng là khi càng làm nhiều trong cái lĩnh vực giáo dục thì phong càng hiểu được cái sức mạnh của câu nói đó chính là giáo dục là vũ khí thay đổi một tương lai. Tại vì ngay cái thời điểm khi mà phong còn khó khăn thì phong thấy được rất là nhiều cái trường hợp là có những anh chị học xong đại học nhưng đi làm vẫn lương rất là thấp và không thể nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, với những cái trải nghiệm ở Việt Nam và ở năm châu lục và 40 quốc gia mà Phong may mắn được học bổng thì Phong hiểu được rằng vai trò của giáo dục, đặc biệt đối với những cái nhóm gọi là bên lề, khó khăn thì cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng ở ba cái trụ cột đó chính là giáo dục trong cái việc gọi là nâng cao về cái nhận thức. Vì nhận thức để để các bạn biết được cái giá trị đạo đức để từ đó và các bạn có thể điều chỉnh được cái hành vi ứng xử với chuẩn mực của xã hội bởi vì theo rất là nhiều những cái trường hợp ghi nhận thì đối với những bạn mà trong cái uh, hoàn cảnh khó khăn thì các bạn thường sẽ có những cái cảm giác tiêu cực và từ đó ngoài cái việc là gây nguy hiểm cho bản thân thì còn có những cái hành vi uh, không tốt và tiêu cực đến với cái xã hội và đó là cái vai trò thứ nhất và cái vai trò thứ hai đó chính là trong cái việc là cung cấp kiến thức cho các bạn ở cái mức căn bản để các bạn biết đọc biết viết và các bạn có những cái cơ hội bình đẳng để tiếp cận với những cái khóa học mà có thể thay đổi cái cuộc đời của bạn sau này và đối với phong thì cái giáo dục đối với cái nhóm trẻ khó khăn yếu thế thì nó sẽ quan trọng ở cái mặt đó chính là cung cấp những cái cơ hội về cái mặt khoa học kỹ thuật bởi vì có rất là nhiều cái giáo dục là chính quy và những cái giáo dục ngoài trường lớp và hiện tại thông qua những cái network và thông qua những cái tổ chức mà Phong làm việc cùng thì Phong thấy được rằng là có một cái hướng đi dành cho những các bạn khó khăn, yếu thế, mồ côi đó chính là các bạn có thể trở thành những cái lập trình viên các bạn có thể trở thành những cái web design và các bạn có thể à, nếu như được tiếp cận những cái công cụ về cái mặt internet và máy tính và với những cái khóa học và là đào tạo chuyên sâu như vậy thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình được một cái cơ hội để khi mà các bạn đã bắt đầu nuôi được cái bản thân của mình thì lúc đó cũng là cái thời điểm để các bạn có thể nuôi dưỡng lại cái ước mơ và nuôi lưỡi, nuôi dưỡng lại những cái điều tích cực mà vốn dĩ các bạn đã không có trong cái hành trình trước đó. Thì đó chính là cái vai trò của giáo dục mà Phong nghĩ rất là cần thiết cho cái nhóm này. Ừ. Ừ. Vừa xong Phong đề cập tới năm châu lục và 40 quốc gia. Đúng không? Là Phong đã được học bổng rất nhiều học bổng khác nhau để tổng cộng là đã đi năm châu lục và 40 quốc gia Từ một trẻ em mồ côi mà mọi người có thể nghĩ rằng là Việc cậu ấy rớt đại học là chuyện hết sức bình thường Việc cậu ấy đi làm một công việc tay chân uh, Trong đó có sửa xe hay gì đấy là một việc hết sức bình thường Tới một cái người mà bây giờ vừa đi vận động chính sách Cho trẻ em mồ côi trên 18 tuổi này Rồi uh, vừa được học bổng đi rất nhiều quốc gia như vậy Thì cái đằng sau cái phần nổi đấy thì cái phần chìm của tảng băng là những thứ gì chừng rất là muốn nghe chia sẻ bởi vì chừng nghĩ rằng là các bạn khán thính giả cũng như thế sẽ không biết là um, cái kết quả là 40 quốc gia năm châu lục nó được phản ánh ra bởi một cái hành trình như thế nào Phong nghĩ đó chính là cái hành trình của sự nỗ lực và không bỏ cuộc chúng ta luôn có những cái sự lựa chọn trong cái cuộc sống của mình và bỏ cuộc đó chính là một trong những sự lựa chọn đó với những cái sự khó khăn thì Phong nghĩ rằng sẽ không có ai trách mình khi mình bỏ cuộc tuy nhiên sẽ có những cái nỗi buồn của những người thật sự yêu thương mình bởi vì những người thật sự yêu thương mình lúc nào cũng muốn mình thành công và ở đây Phong không ngụ ý là nói rằng cái người yêu thương mình đó chính là mẹ hạnh không đâu mà cái đó còn chính là bản thân Phong dành cho Phong Phong có những ước mơ Phong có những hoài bão, Tuy nhiên trong quá trình mà mình trưởng thành, mình dạy thầy thì mình gặp rất là nhiều muôn vài những cái lời không tích cực từ bạn bè, từ anh chị và từ chính thầy cô hoặc là từ chính những cái người làm cái công tác nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Chỉ vì mình là trẻ mồ côi? Chỉ vì là họ không tin vào giấc mơ của chính họ, Phong nghĩ là như vậy. Cho nên khi mình không tin vào giấc mơ của chính mình thì mình sẽ có quyền là dụ dùng những cái ngôn ngữ tiêu cực không khuyến khích đến với những giấc mơ của người khác còn phong tin rằng khi nói về hai chữ mồ côi thì ai cũng sẽ có cái lòng trắc ẩn và họ sẽ thương cho nên đó không phải là một cái lý do để khiến họ có những cái cử chỉ và lời nói khiến mình buồn cho nên có những cái khoảnh khắc rất là nhiều những khoảnh khắc như vậy là trong suốt những cái ngày lễ tết nguyên đáng ví dụ là những cái ngày lễ tết đó mình không có dòng họ để thăm không có cha mẹ để về thì một mình trong một phòng trọ thì mình rất là thương bản thân mình và khi phong thương chính bản thân phong thì phong luôn nói rằng là hãy hãy quay về cái giấc mơ của mình quay về với những cái khiến mình có động lực mặc dù là có những cái bữa ăn nó thiếu thốn có những cái điều kiện sống trong ngay cái thời điểm đó nó rất là khốn khốn cùng tuy nhiên khi mình cố gắng nỗ lực mình viết xuống những ước mơ của mình và mình bắt đầu thực hiện nó ví dụ như trường cũng biết đó chính là ngoài cái việc là phong làm lễ tân khách sạn phong đi dạy thêm rồi phong còn bán vé số trong cái nghĩa địa bình hưng hòa mỗi lần mà đến cái dịp tảo mộ rồi đi dọn dẹp nhà cửa cho những cái người nhà giàu để có tiền trang trải thì chính những cái điều nhỏ đó khiến mình thấy rằng à mình đã làm những cái hành động để bắt đầu xây dựng và bảo vệ ước mơ của mình. Chúng ta phong nghĩ ai cũng có ước mơ và cái cách chúng ta bảo vệ nó nó cũng quan trọng không kém bằng cái cách mà chúng ta mong muốn đạt được nó. Thì nếu mà tính từ năm 2011 là cái năm mà phong học đại học đến tận bây giờ thì cũng hơn một thập kỷ phong đã bảo vệ và cố gắng hoàn thành được những giấc mơ đó thì khi mà chúng ta biết giấc mơ của mình đó chính là trở thành một cái công dân toàn cầu được đi uh, khắp nơi giống như là nhóm sinh viên trường đại học libochun hàn quốc mà phong vừa chia sẻ thì phong đã cố gắng không ngừng đó chính là học tiếng anh học cách viết bài luận học cách nói cái ngôn ngữ của chính sách học cách nói ngôn ngữ của cái hệ thống vĩ mô để từ đó ứng để từ đó gắn nó vào cái cuộc sống thực tại của cái nhóm mà mình đang đại diện đó chính là nhóm trẻ mồ côi để viết nên những cái bài luận và thể hiện được cái tinh thần lãnh đạo của mình. Và trong suốt những cái quá trình đó thì những anh chị nào, những cái người mà đã thành công thì đó chính là những cái tấm gương của mình. Và nói về cái kết quả thì chúng ta thấy là rất là dễ dàng đạt được, nhưng nói về cái hành trình thì đó là một hành trình của hơn 10 năm và phong tin rằng khi mà các bạn biết cách bảo vệ cái ước mơ của mình và dấn thân từng bước nhỏ từng bước nhỏ thì sau này các bạn sẽ được hơn phong rất nhiều lần ừ. phong dùng một cái từ rất là đi chính cái động lực ở bên trong của mình nên là cũng là một cái lời nhắc nhở chừng nghĩ là như vậy cho cho bản thân trường với lại cho cho rất là nhiều những người khác nữa bài học lớn nhất mà phong học được đó chính là sự khiêm tốn và khi chúng ta đã học xong thì nó sẽ giống như cái câu đó chính là cá chép hóa rồng và phượng hoàng tái sinh từ đống cho tàn. Nếu như mà bây giờ Phong nói đây chính là những cái phúc lành của Phong thì nó cũng sẽ là cái câu trả lời của những cái sự nỗ lực kiên trì và của cái sự kỷ lục của bản thân khi mà chúng ta nhìn thấy cái cuộc sống với muôn vàng những cái cơ hội ẩn sau nó. Và tuy nhiên, đối với những bạn vẫn đang gặp khó khăn về vấn đề tâm lý, về cách giải quyết những cái khốn cùng, những cái đêm đen tối của cái cuộc đời của các bạn, thì các bạn sẽ hoàn toàn rất là buồn khi phải nói rằng đây chính là cái lời nguyện của cái kiếp sống này của các bạn. Cho nên cuối cùng thì nó sẽ nằm ở cái cách chúng ta đón nhận cái sự việc như thế nào. Và khi chúng ta đã đón nhận cái sự việc thì chúng ta luôn có sự lựa chọn đó chính là thay đổi nó theo cái cách gọi là bảo vệ cái giấc mơ của mình hay là cách rút khỏi cái cuộc đời và chấp nhận cái số phận của mình nó bi quan như thế này. Phong làm cho trường tin rằng là các bạn mà sau khi nghe cái podcast này á sẽ có những cái nhận định khác về cuộc sống của họ bởi vì hiện tại thì trường, trường cho rằng là rất nhiều bạn Um, có xu hướng đổ thừa cho cái hoàn cảnh của mình Rằng là mình sinh ra trong một gia đình không có đủ điều kiện Như bạn bè hoặc là mình thiếu cái này Mình thiếu cái kia chẳng hạn uh, Lấy nó làm một cái cớ Để không cho phép mình tiến lên nữa Và làm cho mình cảm thấy như là đầu hàng với cái cuộc sống này Đúng không? Trường um, nhớ là trong một vài cái bài báo mà trường đọc Thì uh, họ có chia sẻ rằng là Phong À, có được gặp cả tổng thống của một số nước nữa Thì có thể chia sẻ à, với khán giả xem là Những cái cuộc gặp đấy nó diễn ra thế nào Và Phong học được điều gì thú vị hay không à, Năm 2019 thì Phong may mắn được nhận một cái học bổng toàn phần Để tham gia các hội nghị kinh tế chính trị về văn hóa xã hội tại châu Âu Và nó diễ, diễn ra tại Áo và trong cái cuộc họp 17 ngày đó thì phong có gặp được tổng thống áo và thủ tướng một vài thủ tướng ở nước châu âu cũng như là tổng thư ký liên hiệp quốc ban kim moon và cái điều mà khiến phong bất ngờ nhất đó chính là cái khoảnh khắc khi phong bước vào nhà vệ sinh thì phong lại thấy Ô, tổng thống áo đứng đây tổng thư ký liên hiệp quốc đứng đây thì không có một cái bảo vệ hay là một cái à, mực vụ nào trong cái nhà vệ sinh đó chỉ có Phong và những cái vị lãnh đạo cấp cao đó. Thì và họ nhìn Phong họ say hi, họ cười và Phong cũng không biết mình sẽ làm gì trong nhà vệ sinh đó mặc dù mình biết cái nguyên nhân mình đi vào trong đó là như thế nào. Thì chính cái khoảnh khắc đó khiến Phong thấy được rằng là cái khoảng cách giữa người với người nếu như chúng ta kết nối với nhau bằng trái tim chúng ta quên đi cái vị trí của mình chúng ta quên đi những cái danh hiệu mà gắn trước mình thì cuộc đời nó sẽ đẹp biết bao và trong một cái buộc, uh, cuộc họp hôm đó là về cái tuần lễ chuyên đề về kinh tế thì trong cái phòng quốc hội đó nó không có một cái ghế nào hết thì tất cả những đại biểu khi bước vào cái phòng quốc hội đó thì sẽ mang một cái ghế vào đặt bất kỳ ở cái nơi nào mà mình muốn thì lúc đó thì cái ghế của phong đặt ở một cái vị trí khá xa là cái trung tâm bởi vì mình muốn quan sát cả cái phòng quốc hội đó Tuy nhiên, cái người mà đặt ghế kế bên ngoài cùng với Phong Đó chính là ông Joseph Stiglitz Là giáo sư đạt giải Nobel Kinh tế Đang là giáo sư của trường đại học Ivy League ở Columbia Thì cái mục tiêu của cái hành động đó Là ban tổ chức muốn nhắn nhủ tới tất cả những cái học giả Ở một trăm mấy chục quốc gia đó Đó chính là chúng ta ở đây là không phải vì chúng ta xuất sắc mà vì chúng ta có trái tim muốn cống hiến và muốn cải thiện cho thế giới nó tốt đẹp hơn để tạo ra một cái nền tảng cho tất cả mọi người có thể phát triển có thể đạt được cái ước mơ và nguyện vọng của họ cho nên ở đây chúng ta đều như nhau không bất kể không kể về cái tuổi tác vị trí và cũng như là những cái kinh nghiệm chúng ta có chúng ta chỉ cùng gắn kết với nhau bởi trái tim thì đó chính là cái mà sự thay đổi rất là lớn đối với phong khi mà mình một cái ngay thời điểm đó vẫn còn là một giáo viên tại cái tỉnh biên giới tây ninh nơi mà phong sinh ra và mình chỉ là một cái giáo viên cấp 2 nhưng mà mình lại được đối đãi mình được lắng nghe những cái quan điểm của mình những cái góc nhìn của mình và họ thật sự ở đó để hiểu về cái hành trình mà mình đang làm ừ. à, nghe rất là thú vị và à, được biết thêm nữa là trong năm 2023 thì Phong cũng được học bổng đi nhiều nước đúng không? thì uh, cái bài học lớn nhất của Phong trong năm 2023 uh, khi mà được uh, trao một cái cơ hội để đi rất là nhiều nước để học tập như thế này là gì trong năm 2023 vừa rồi thì Phong cũng may mắn đó chính là được học bổng để đi đến uh, châu Phi để đi học ở Harvard rồi để đi đến những cái nước châu Á và tổng cái số nước mà Phong đã đi trong 2023 đó chính là 13 nước. Và cái bài học lớn nhất mà Phong học được đó chính là sự khiêm tốn. Đặc biệt là đối với cái vị trí của mình hiện tại khi chúng ta có rất là nhiều những cái quyền lực có những cái sự ảnh hưởng nhất định thì chúng ta càng nên khiêm tốn với những gì chúng ta biết bởi vì có rất là nhiều cái sự đau khổ cũng rất là những cái sự bất hạnh và sự bất bình đẳng đang diễn ra xung quanh của chúng ta mà tại sao chúng ta lại chỉ quay về cái sự đau khổ và cái sự bất hạnh của chính bản thân mình thì liệu rằng với cái tư với cái vai trò là một cái nhà giáo với vai trò là một cái nhà sáng lập của một tổ chức giáo dục thì điều đó có công bằng với những cái đối tượng mà mình đang cố gắng phụng sự và công hiến hay không thì Phong đặt những cái câu hỏi ở cái tầng sâu hơn về cái hành trình của chính bản thân mình và cũng trong năm 2023 trong những cái ngày mà Phong đang công tác ở bên nước ngoài thì cũng là cái cái hung tin mình nhận được đó chính là mẹ Hạnh qua đời thì cái cảm giác nó rất là tuân trào và mình vẫn phải ở đó để có thể hoàn thành những cái chương trình mà mình đang tham gia thì khi mà phong nói cái bài học đó chính là cái sự khiêm tốn thì khiêm tốn với những cái đau khổ của mình bởi vì chúng ta ai cũng đau khổ và khi phong thấy những cái đứa trẻ ở cái vùng biên giới myanmar thái lan đang bị ảnh hưởng bởi cái cuộc nội chiến các bạn sống rất là khó khăn khó khăn hơn gấp ngàn lần mà phong phải trải qua và có những cái người phụ nữ suốt cả đời của họ đã trải qua những cái gọi là sự bạo hành cũng như có những cái giấc mơ không hoàn thiện được bởi vì các bé chưa được sinh ra theo một cái cách gọi là đầy đủ do thiếu cái cách gọi là do thiếu cái nguồn lực tiếp cận vào cái hệ thống an sinh xã hội và khi mình thấy được những cái câu chuyện nó không chỉ là những cái câu chuyện đơn lẻ mà đó chính là những cái sự chuyển động đang diễn ra xung quanh của mình thì mình bắt đầu mình chữa lành được chính những cái gì bên trong của mình đang diễn ra để mình thấy được rằng là cuộc sống nó cũng có hạnh phúc mà cuộc sống nó cũng có khổ đau và với cái cái nhìn nhận đó thì cái bài học trong năm 2023 của phong đó chính là cái sự khiêm tốn khiêm tốn với lại những cái uh, mục tiêu của mình khiêm tốn với lại cái cách mà mình thực hiện những cái chiến lược đề ra và hy vọng là trường sẽ hiểu được cái um, cái thông điệp mà phong muốn trình Đúng là quay đi quay lại thì tất cả những những điều bác hồ dạy bây giờ à, mình quay lại mình học lại một lần nữa đó, đúng không đó khiêm tốn thật thà dũng cảm um, và Uh, cảm ơn Phong đã chia sẻ nó làm cho mình hình dung được cái cảnh là ở biên giới uh, có những người đang phải trải qua những cái cuộc sống rất kinh khủng rất đau khổ. tự nhiên uh, vừa xong khi mà Phong chia sẻ làm cho trường phản tư rất là nhiều về việc là uh, những cái đặc quyền mình có những cái thứ mà mình đang có trong cuộc sống này tại sao mình lại phải uh, than khổ hay là tại sao mình lại phải than rằng là, mình còn thiếu cái này thiếu cái kia Trong khi là à, mình không có um, Cái tầm mắt của mình Nó không có đủ xa để mà mình nhìn thấy được uh, Hết tất cả Những cái sự bất bình đẳng như Phong nói Nó đang diễn ra ở ngoài kia um, Phong Cũng đang đấu tranh Cho các bạn trên 18 Đúng không? Thì cái điều mà Phong đang Cố gắng Đấu tranh cho, đang uh, vận động cho Là gì? Đó chính là uh đặt các bạn vào cái nhóm đối tượng được bảo vệ dưới góc nhìn chính sách của tất cả các uh, cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Và trong năm 2022 thì dưới cái một cái chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Phong cũng đã dành 6 tuần để làm việc với các uh, cơ quan ở bên cái tiểu bang Missouri để nghiên cứu về cái chính sách bảo vệ trẻ em và cũng như là khi mà phong làm việc với các nước như là ấn độ pakistan bangladesh sri lanka và các nước ở khu vực đông nam á thì có một điều rất là uh, ngạc nhiên đó chính là mọi người chưa hiểu được cái khó khăn của những cái nhóm trẻ mồ côi trên 18 tuổi. Bởi vì khi chúng ta nói về trẻ mồ côi thì chúng ta sẽ nghĩ về những cái cô bé, những cái bé sơ sinh rất là đáng yêu, rất là dễ thương, cần cái sự hỗ trợ chung tay và chúng ta sẵn sàng đầu tư cái nguồn lực cho đến khi mà các bé học xong à, lớp 12. Và từ cái giai đoạn mà các bé học xong lớp 12 cho đến khi cái giai đoạn mà đến đại học thì chúng ta chưa có đủ nguồn lực hoặc là chúng ta chưa có đủ những cái câu chuyện để chúng ta quan tâm đúng mức về cái điều đó. Nó dẫn tới những cái hiện trạng đó chính là ở những cái máy ấm, nhà mở, những cái nơi mà nuôi dưỡng trẻ mồ côi tự phát và chưa có nhiều cái nguồn lực bảo vệ như là hệ thống làng trẻ em SOS thì các bé phải, các bạn, mình sẽ dùng lại từ các bạn buộc phải bước ra đời với hoàn toàn hai bàn tay trắng và cái hành trình tìm nhà trọ, cái hành trình học tập nó muôn vàng cái cảm bẫy và có rất những cái trường hợp bi thương, những cái trường hợp vướng vào à, pháp luật vì các bạn không có đủ cái kiến thức hoặc là vì các bạn đã hy sinh cái à, mục tiêu cá nhân của mình để có thể tìm kiếm được những cái đồng tiền để có thể nuôi sống và dẫn đó từ đó dẫn tới một cái hệ quả mà phong thấy rằng nếu như chúng ta quan tâm đúng mức hơn thì các bạn đó sẽ là các bạn có thể cống hiến và tạo ra nhiều cái sự thay đổi tích cực như phong. Ừ. À, mình cũng gửi thêm một cái tác ý là hy vọng những cái gì mà phong đang đấu tranh cho nó sẽ mau chóng thành hiện thực và không chỉ ở một nơi mà là ở rất là nhiều nơi. Bây giờ mình đi vào phần gọi là hơi sôi thịt một xíu. <laughs> đó là à, khi mà mình nộp đơn cho những cái học bổng. À, trong đó có việc viết bài luận này, có việc thể hiện tư duy, à, suy nghĩ vân vân của mình, thì những bí quyết ở đây là gì? Phong nghĩ bí quyết nó chính là cái cách mà chúng ta kể nên cái câu chuyện của mình và theo chương trình mà Phong, một cái chương trình học bổng mà Phong được đi học ở cái trường Harvard Kennedy School, học với cha đẻ của cái khung gọi là Public Narrative là thông qua cái cách mà mình kể câu chuyện của bản thân là story of sales mình sẽ cho hội đồng tuyển sinh và cái hội đồng giám khảo hiểu được những cái giá trị tại sao mình làm việc mình đang làm tại sao mình dẫn dắt cái sự thay đổi đó để họ hiểu được mình là ai ngoài cái việc mình là những cái danh hiệu vừa rồi cho nên quay lại cái cách mà Phong giới thiệu ban đầu thì Phong rất là tự hào bởi vì cái giá trị sống của mẹ Phong cái tinh thần phụng sự cộng đồng của mẹ Hạnh đó chính là những cái giá trị mà Phong sẽ mang theo mình cho nên mẹ Phong thì vẫn sẽ nằm trong tim của Phong và vẫn sẽ nằm trong suốt những cái hành trình mà Phong đi chứ không chỉ đơn thuần là mẹ đã qua đời và cái câu chuyện thứ hai đó chính là Story of Us từ cái câu chuyện của chính bản thân mình đến cái câu chuyện của chúng ta và chúng ta là ai đó chính là cái cộng đồng mà phong hoặc là trường hoặc là các bạn trẻ sẽ tìm thấy cái tiếng nói của mình sẽ tìm thấy cái ý nghĩa mà thông qua những cái hoạt động hàng ngày trong công việc có thể là công việc toàn thời gian, công việc bán thời gian hoặc là công việc tình nguyện khiến cho mình thấy rằng đây là cái cộng đồng mình thật sự muốn cống hiến và đây chính là cái khó khăn chung và cái cộng đồng đó nó gắn kết với nhau bởi cái giá trị, bởi những cái sự hoài bão và sẻ chia, bởi những cái sự bất bình đẳng, bởi những cái sự khổ đau và chúng ta sẽ cùng chung tay. Và cuối cùng đó chính là cái câu chuyện story up now, bây giờ thì sao? Chúng ta cần phải làm gì để tạo nên một cái sự khẩn cấp, một cái tinh thần mà thể hiện được rằng đây chính là cái thời điểm để thay đổi if not now when, nếu như không phải bây giờ thì khi nào. Và khi mà bạn viết cái bài luận của mình, hãy chân thật, hãy kể những cái câu chuyện mà khiến cho cái cảm xúc của bạn khi bạn viết có thể khiến bạn khóc, bởi vì đó chính là một cái hành động mà chúng ta phản tư, chúng ta quay về lại với những cái sự kiện mà chỉ có chúng ta trải qua. Và không có một cái kỹ thuật nào đặc biệt ngoài những cái điều nói trên thì khi mà phong tin rằng nếu như mà bạn có thể mài dũa cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ chinh phục và lay động được cái cảm xúc của những hội đồng tuyển sinh bởi vì những hội đồng tuyển sinh đó họ cũng ngày đêm tìm kiếm những cái thí sinh phù hợp và có những cái hệ giá trị và có một cái cam kết nhất định cho cái cộng đồng yếu thế cảm ơn phong đã nhắc tới public narrative tức là tự sự trước công chúng bởi vì bật mí với phong đó là trên kênh việt success uh, ở podcast talk show thì cũng đã có một tập nói về public narrative uh, uh, khi mà trường phỏng vấn với chị sandy đặng hy vọng rằng là các quý vị khán giả có thể uh, xem lại tập đó ở trên uh, podcast talk show <laughs> um, nói chung là khi mà nghe về cái À, việc là viết bài luận, kể cái câu chuyện của chính mình, những thứ mà mình thực sự trải qua à, Đúng là à, trường cũng à, khi mà mình làm giáo dục à, xong suốt một cái thời gian đủ dài Mình cũng coi hồ sơ của một số người và mình cũng bắt đầu nhận ra rằng là Mỗi người phải, sẽ có những cái câu chuyện, mỗi người phải trải qua à, những cái khoảnh khắc nào đó, những cái cú hích nào đó trong cuộc đời của họ Để khiến họ đang làm thứ họ đang làm và À, cái những cái câu chuyện đó nó có thể là hoặc là truyền cảm hứng hoặc là à, nó nó giúp họ à, tạo ra một cái tác động nào đó mà có tích cực đến với cái xã hội này nên là mình tin rằng là cái bí quyết nó đơn giản như vậy đó là kể ra câu chuyện của chính mình câu chuyện mà những người khác cũng có thể đang trải qua và câu chuyện là vì sao nó đang cấp bách vì sao tôi có mặt ở đây để làm những cái việc này à, rất là quan trọng cảm ơn phong đã chia sẻ cái phần đấy để mà nói tới các câu chuyện thành công thì mình sẽ nói tới câu chuyện không phải của một người mà là câu chuyện của một vài người xung quanh Phong đâu chính là những nguồn lực mà giúp cho Phong có được uh, ngày hôm nay bởi vì bản thân bản thân trường cũng thế uh, để mà có được uh, ở một vị trí mình muốn, làm công việc mình muốn hoặc là tạo ra được cái tác động mình muốn thì phải có rất nhiều người đồng hành với mình thì những cái nguồn lực xung quanh của Phong là là gì? À, để trả lời cho câu hỏi của trường thì Phong cũng xin chia sẻ một cái câu hỏi mà khiến Phong đậu được cái học bổng toàn phần để tham dự cái chương trình là European Forum on Batch, cái chương trình mà ở Áo gặp các vị tổng thống đó. Thì cái trong cái chương trình đó nó chỉ có đúng một cái à, phòng lập đơn thôi. Nó không hề có phòng phỏng vấn. Và nó có hỏi Phong một câu đó chính là sức mạnh của bạn đến từ đâu? Thì trong cái bài à, luận đó Phong có chia sẻ rất là ngắn, chỉ ba câu sức mạnh của tôi đến từ tình yêu thương của cộng đồng và cộng đồng của tôi chính là những người luôn tin vào cái giấc mơ và luôn tin vào cái quyền bình đẳng của tất cả mọi trẻ em xứng đáng được có và với cái trái tim yêu thương tôi luôn mong muốn phát triển bản thân mình như một teacher leader như một cái nhà lãnh đạo và một nhà giáo dục để mang lại cái tình yêu thương đó cho tất cả những cái bạn trẻ giống như tôi và cộng đồng của phong thì thật sự đến tận bây giờ nó sẽ thay đổi theo từng thời gian thì đến tận bây giờ thì cộng đồng của Phong chính là những người làm tất cả các công việc tất cả những xuất thân nhưng họ làm với cái trái tim tử tế họ làm với cái trái tim đầy yêu thương ví dụ trước công ty của phong thì phong lúc nào cũng hay nói chuyện với lại một cái cô là một cái cô gọi là quét dọn ngoài đường cô quét rất kỹ và cô lậm từng cái bịch rác ở trong từng cái khe nhỏ và cái ngày gần nhất mà phong nói chuyện với cô đó chính là cái à, lễ giao thừa vừa rồi thì trong cái đêm đó cô vẫn dành thời gian và không ai quan sát mà cô vẫn yêu thương cái công việc của mình đến mức như vậy và khi phong làm việc với lại bạn ân là một cái bạn cũng là cụ giáo viên của chương trình giảng dạy về việt nam và bạn đó trong suốt hành trình làm cái tổ chức giáo dục với phong bạn không bao giờ nhận lương mà bạn còn bỏ tiền túi của bạn ra để tạo ra một cái nền tảng học tiếng anh cho tất cả những cái học sinh yếu thế và có những cái khoảnh khắc mẹ bạn cũng đặt cái câu hỏi về là tại sao bạn làm một cái công việc mà nó không ra tiền như vậy cho nên khi mà phong xác định cái cái cộng đồng của mình cái nơi mà phong tìm kiếm sự giúp đỡ thì đó chính là những cái người như vậy đơn giản như vậy và phong may mắn tự vì mình cũng là cụ giáo viên của chương trình giảng dạy về việt nam nơi mình gặp rất nhiều những giáo viên khác có cùng cái chí hướng có cùng cái nguồn năng lượng như vậy và bây giờ thì phong là cụ thành viên của nhiều cái chương trình học bổng cho nên mỗi lần mình cần gặp cái sự giúp đỡ thì mình lại tìm đến họ họ cho mình thời gian họ cho mình lời khuyên họ cho mình những cái mối quan hệ và đặc biệt có những cái anh chị họ còn gọi là tài trợ cho những cái chương trình vì cộng đồng của mình cho nên cái nguồn lực cái nguồn lực của mình nó không chỉ đến từ cái việc gọi là mình quen biết những người nào mà nó còn đến từ cái cách mà mình phụng sự và thông qua suốt những cái hành trình mà mình khẳng định bản thân thì dần dần mình tạo ra cái gọi là cộng đồng và gắn kết và cái tính gắn kết giữa những cộng đồng đó đó chính là cái sự gọi là kỷ luật của mình ừ. nếu như mà bây giờ phong không làm nhà giáo không làm nhà vận động chính sách thì phong sẽ làm gì à. <laughs> phong nghĩ chắc là phong sẽ là một nhà quản lý bởi vì à, khi Phong biết rằng cái khoảng thời gian một ngày chúng ta đi làm, chúng ta dành rất là nhiều à, thời gian cho đồng nghiệp, cho sếp và cho quản lý của mình. Cho nên nếu như mình là một cái nhà quản lý mà mình à, đặt cái trái tim của, của mình vào trong những cái cử chỉ, vào trong từng cái quyết sách, từ trong những cái khoảnh khắc, thì những cái đồng nghiệp, những cái nhân viên sẽ có một ngày thật sự là tuyệt vời. Và khi mà họ đã có một ngày tuyệt vời về cả cái tìm thấy ý nghĩa trong công việc hàng ngày thấy được cái hiệu quả trong công việc của họ thì họ sẽ trở về nhà với lại cái máy ấm của chính bản thân họ và họ sẽ tạo ra cái nhiều cái hạnh phúc hơn cho nên phong nghĩ rằng là mình sẽ trở thành một nhà quản lý và uh, compassionate um, compassionate là rất là nhiều những cái um, sự uh, từ bi đúng không từ bi thấu cảm vân vân Chừng có cảm giác đó là um, có thể trong quá khứ phong đã từng than thân trách phận về cái xuất thân của mình nhưng mà sau khi mà mình đi được một chặng đường dài rồi thì cái suy nghĩ của mình về quá khứ của mình có thể nó khác đi đúng không à, bởi vì là à, bản thân trường cũng cũng trải qua những điều cũng tương tự như thế đã từng à, có những lúc mình trách vì sao mình quyết định là mình chọn ngành này, nghề này chẳng hạn Rồi sau một thời gian khi mà mình làm được Những thứ mình muốn rồi Thì mình lại quay trở lại biết ơn Bởi vì là nếu như mà cái chuyện này nó không xảy ra Biết đâu mình đã không ở ở đây chẳng hạn Vì Phong có cái cảm giác đấy không? Có rất nhiều Bởi vì Phong cũng là một cái Câu chuyện rất là bình thường như bao bạn trẻ khác Là có rất là nhiều lúc Mình than thân trách phận Và mình à, giống như trí phèo Mình chửi động, mình chửi đời Và mình không thật sự cố gắng và những cái khoảnh khắc đó nó rất là đen tối và không phải thú thật là khi mà mình nhìn lại những cái hành trình đó thì mình thấy được rằng âu đó cũng là một cái phản xạ tự nhiên khi mà chúng ta chưa được giáo dục và chưa có một cái cộng đồng thật sự nâng đỡ cái tinh thần của mình vào và cái khoảnh khắc mà phong thay đổi đó chính là cái lần đầu tiên phong đi dịch cabin cho một cái chương trình của à, đại sứ quán hoa kỳ và ở ngay tại đó các vị đại biểu cũng là những cái quan chức cấp cao họ thật sự không biết phong là ai và khi họ không biết mình là ai mà họ chỉ nhìn mình trên cái cách mà mình làm tốt cái công việc của mình thì điều đó khiến phong bắt đầu hiểu được rằng thế giới này nó rộng lớn hơn những gì chúng ta nghĩ từ vì những cái khoảnh khắc đen tối đó nó vô tình nó bao trùm mình. Nó khiến cho mình gọi là khô cằn về cái mặt năng lượng. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được cái đêm tối của cái giai đoạn đó một cách nguyên vẹn nữa. Tuy nhiên khi mà họ có một cái vị đại biểu đến bắt tay và cảm ơn Phong vì Phong đã dịch và truyền đạt đủ những cái thông tin cần thiết. Thì Phong mới hiểu rằng là cho dù mình là ai cái sự đau khổ của mình như thế nào nhưng mình chỉ cần làm cái công việc nó tốt thì mọi người sẽ ghi nhận và khi mọi người ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy được à đây chính là cái ánh sáng của cái con đường của mình và từ đó mình sẽ cố gắng làm sao để bản thân mình trong những cái nơi mà mình thấy nhiều ánh sáng như vậy để từ từ mình kéo bản thân mình đi lên phong đi dịch cabin um, cho lãnh sự quán Hoa Kỳ à, Phong là đối tác của Chương trình gọi là WTO uh, Rồi Đại sứ quán Hoa Kỳ Rồi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Trong suốt từ năm 2012 Cho tới hiện tại ừ. Con đường nào đã dẫn Phong tới đó Nó bắt đầu từ cái việc đó chính là Trong cái làng James SOS Ngay thời điểm đó thì có một cái chương trình Gọi là hỗ trợ cho các bạn sinh viên Những cái bạn mà đang học các trường đại học Cao đẳng để đi một cái tập tại một cái công ty chuyển phát nhanh thì trong cái buổi gọi là tổng kết tri ân thì sẽ cần một cái bạn trẻ mồ côi đứng lên phát biểu bằng tiếng Anh thì hôm đó là phòng cố gắng dùng những cái từ tiếng Anh bập bẹ nhất có thể để cảm ơn các lãnh đạo và trong quá trình mà phong cảm ơn như vậy thì có một chị thì chị này quan sát chị này làm ở ban chương trình và chồng của chị lại là uh, phiên dịch là phiên dịch chuyên gia cho rất nhiều tổ chức uy tín và thế là chị giới thiệu phong tới với lại chồng của chị và chồng của chị cũng sau khi biết cái câu chuyện của mình thì cũng muốn tạo cho cơ hội cho mình để làm một cái uh, trợ lý thì lúc đầu tiên phong từ chối từ chối tại vì ôi trời ơi Tiếng Anh nó chưa đủ để đi thi uh, những cái kỳ thi chủng hóa mà tại sao có thể đi dịch, thì sao có thể đi dịch được. Cho nên là Phong tìm nhiều cái lý do từ chối rằng là em phải đi làm thêm, em phải uh, học, rồi em phải uh, như thế này như thế kia. Thì đó chính là cái giai đoạn mình từ chối. Mình không tin vào bản thân của mình. Tuy nhiên anh này rất là tâm lý. Và anh này nói với Phong là hôm đó là mình đi dịch thì mình sẽ có được đi ăn buffet Hoàng Yến đó em thì ngay cái thời điểm đó rất là khó khăn thì ôi oh, được đi ăn buffet uh, anh ơi nếu vậy cho em đi theo anh với <laughs> thì khi mà mình đi và mình bắt đầu dịch những câu rất là đơn giản thôi thì phong sẽ phụ trách đó chính là khi dịch cái phần gọi là giới thiệu diễn giả và khi mà mình dịch xong thì mình rất là đau tim và mình sẽ thấy được rằng là oh wow wow đây chính là cái tại vì như trường biết là dịch cabin đó là đỉnh cao của cái việc gọi là dịch thuật cho nên từ cái năm 2, cuối năm 2 cho đến khi mà Phong tốt nghiệp thì Phong đã đi cùng show của anh này rất là nhiều lần và từ đó nó tạo cho mình cái sự giản dĩ. Cho nên cái bài học Phong rút ra sau này đó chính là lương say yes với mọi cơ hội diễn ra với mình cơ hội thì nó sẽ bay bay qua trước mắt thôi nên là nó không say yes thì rất có thể nó sẽ biến mất và mình sẽ mất luôn cái cơ hội đấy đúng không? Trường à, hoàn toàn đồng ý với cái việc đấy và đúng là à, đấy cũng là một cái hành động mà trường cho là trao quyền khi mà mình thấy một cái áo lớn hơn và có người nào đó cho mình mặc cái áo lớn hơn thì mình sẽ có cái cơ hội và có cái không gian để mình lớn lên thêm một chút nữa. Câu, câu chuyện thì cũng rất là hay rất là truyền cảm hứng à, và để có một cái um, lời kết À, sau một cái cuộc trò chuyện à, nho nhỏ của tụi mình thì à, Phong à, hiện tại có kế hoạch nào cho tương lai không và có một cái lời nhắn nhủ nào với à, các bạn đang xem à, chương trình không? À trong tương lai thì trong tương lai gần là năm 2024 thì Phong sẽ cố gắng thực hành nhiều hơn những cái khoảnh khắc chánh niệm của mình để những cái quyết định, những cái suy nghĩ mình đưa ra nó đều có những cái tác động gọi là tích cực và đầy ý nghĩa và đầy tính nhân văn tới cái cộng đồng mình đang phụng sự và về cái lời khuyên dành cho quý vị khán thính giả thì bản thân phong nghĩ rằng là đôi lúc con người chúng ta sẽ không học được cái bài học thông qua cái niềm hạnh phúc sự lạc quan cho nên vì thế cuộc đời nó sẽ cho ta những cái khoảnh khắc rất là nặng nề và những cái khoảnh khắc đó chúng ta có thể gọi là nghịch cảnh họ gọi là cái bất hạnh. Tuy nhiên, có một cái tin vui, đó chính là những cái khoảnh khắc đó, nó sẽ không kéo dài mãi, nó chỉ là tạm thời. Và khi chúng ta đã học xong, thì nó sẽ giống như cái câu đó chính là cá chép hóa rồng và phượng hoàng tái sinh tự đóng cho tàn. Chỉ khi các bạn tin vào cái quyền lực của chính mình. Và cái quyền lực mà Phong muốn nói với các quý khán thính giả ở đây, đó chính là cái quyền lực để chúng ta tự bảo vệ giấc mơ của chính mình và khi chúng ta biết cách bảo vệ những cái điều nhỏ nhặt nhất thì chúng ta đã dừng làm chủ được cái bản thân của mình và dẫn dắt cái cuộc đời của mình theo đến cái mục tiêu mà mình mong muốn đạt được có thể là một vị trí công việc tốt hơn một cái nơi ở gọi là thoải mái hơn một cái cộng đồng nơi mà những người sẽ yêu thương chúng ta với những cái uh, sự không hoàn hảo của chính bản thân mình và đó chính là cái sức mạnh mà tất cả các quý vị khán giả cho dù các bạn là ai các bạn đang trong cái tình huống của cuộc đời như thế nào thì các bạn đều có cái quyền lực đó và đi kèm với quyền lực đó thì chúng ta hãy thực hành một chút xíu cái sự từ bi từ bi ở đây đó chính là cho chính bản thân của mình yêu thương bản thân mình hơn một xíu đừng đòi hỏi quá nhiều ở nó mà hãy tận hưởng những gì mà mẹ thiên nhiên có thể mang lại thì đó chính là cái mà phong tin rằng sẽ giúp cho chúng ta sống một cái cuộc sống mà không phải ấy suy nghĩ rằng mình là người bất hạnh. Ừ, hoàn toàn đồng ý với với phong về cái ý là từ bi đó, tức là cơ thể này nó đã đi theo mình suốt những năm tháng trong cuộc đời từ khi mới sinh ra, tại sao mà mình lại phải đối xử với nó một cách bất công đúng không? Tại sao mình bắt nó phải thức tới 3 4 giờ sáng chẳng hạn, tại sao mình phải bắt nó lao lực mà không cho bản thân mình hơn một chút từ bi để À, nó có thể phục vụ mình tốt hơn à, trong à, tương lai chẳng hạn à, một lần nữa thì cảm ơn phong rất là nhiều đến với chương trình cũng như là có những cái lời chia sẻ à, mà trường cho rằng là rất là quý báu với các bạn khán thính giả ở ngoài kia và trường tin rằng là à, cái buổi ngày hôm nay nó thực sự à, xứng đáng gọi là à, một cái buổi đưa cho mọi người một cái thông điệp đó là bất hạnh chính là cái tài sản chính là cái hành trang mà mỗi con người có được chứ không nhất thiết phải là những cái um, uh, quả ngọt trái bùi uh, mà cuộc sống đã cho một số người có đặc quyền có được những điều đó cảm ơn phong rất là nhiều xin cảm ơn trường các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong những chia sẻ hết sức quý báu từ lê hoàng phong vừa là một nhà giáo vừa là một nhà vận động chính sách cho trẻ em mồ côi trên 18 tuổi và trường tin rằng là à, trong cái buổi à, podcast à, vừa rồi thì các bạn cũng đã nhận cho mình rất nhiều thông điệp trong đó đối với trường thì một cái thông điệp hết sức sâu sắc đó là bất hạnh chính là những tài sản mà sẽ đi theo ta à, theo những năm tháng và làm giàu cho cái vốn sống của chúng ta nếu như mà các bạn à, thích nội dung mà chúng tôi à, tạo ra thì các bạn hoàn toàn có thể like subscribe và chia sẻ trên các nền tảng podcast như Google Podcast, Apple Podcast hay Spotify và ngoài ra một tính năng mới mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn nữa đó là các bạn hoàn toàn có thể đăng ký newsletter của Việt Success dưới phần description của video này. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo.